Thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 11, Quốc hội khóa 15 bắt đầu được khai của kỳ họp thứ hai theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Theo chương trình trong 6 ngày làm việc, Quốc hội sẽ dành 2 ngày thảo luận toàn thể về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng theo kế hoạch, sau 2 ngày thảo luận về kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi tiếp theo để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Bốn nhóm vấn đề Quốc hội chất vấn thuộc lĩnh vực của Bộ Y tế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục Đào tạo. Hôm nay Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc của ngày 8 tháng 11 để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Trong đó, có việc phân bổ, bổ sung, dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương.